Ngày đầu tiên Huy gặp Vân là ngày Huy đi casting cho phim mới của Vân. Lúc đó thật sự hồi hộp và run như bây giờ khi đứng trước Vân. Vân cứ hay trêu Huy là run đến mức thấy được cả tóc run theo. Nhưng hôm nay Huy xịt đủ một ký keo tóc trên đầu để không bị phát hiện. Đêm nào sau khi xong việc, Huy cũng ra set phim để thăm Vân và ở cùng với Vân đến sáng. Huy biết được cá tính, sự mạnh mẽ cũng như những lúc yếu đuối của Vân. Vân có một tính cách khá dễ thương, hài hước và chút nhố nhăng. Với thói quen ăn uống của Vân là một thử thách khá lớn cho Huy. Thì từ lúc quen, Huy đã tăng 12 kg. Vân đã cho Huy thấy được thế nào là tình yêu, thế nào là sự cho đi và nhận lại. Vân luôn thúc đẩy, động viên, giúp Huy mỗi ngày một tốt hơn, chở che, lo lắng cho Vân, làm Huy trở thành một người đàn ông thật sự. Được cưới một người như Vân làm Huy thật sự hạnh phúc. Huy sẽ yêu thương, tôn trọng Vân mãi mãi. Huy hứa sẽ nói chồng yêu vợ mỗi ngày. Huy hứa sẽ luôn lắng nghe, luôn cười và khóc cùng Vân. Huy sẽ là người luôn luôn xin lỗi trước, no matter what. Thật sự Huy vẫn đang không thể nào tin được là Huy đã đứng đây trước Vân và Vân sẽ là người vợ của Huy. Thật sự Huy là một người đàn ông hiện tại bây giờ may mắn nhất thế giới. Baby, I love you more than words can say, and I will be always, always yours. Hi Huy, cảm ơn Huy đã có mặt trong cuộc đời của Vân. Thực ra là điều đó có nghĩa Huy là một minh chứng cho việc sẽ có một ai đó dành cho mình sớm hay muộn. Điều quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để đợi chờ hay không. Và Vân đã chờ Huy hết 12 năm. 12 năm qua không có ngày nào mà Vân không có hy vọng là người đó sẽ đến. Không biết tại lúc đó gán ăn cho mau lớn hay sao mà lâu dữ vậy. 12 năm qua mỗi một lần mà Vân khóc thì Vân phải tự lau nước mắt. Mỗi một lần mà Vân ngã quỵ thì Vân phải tự đứng dậy. Vân không có ai để chia sẻ thật tình hết, và Vân không có ai để thấu hiểu hết. Cảm ơn Huy đã đến. Huy đã đến kịp thời ở cái lúc mà Vân kiệt sức nhất để tin là người đó sẽ đến. Ở cái lúc mà Vân không tin nữa vào tình yêu, mà giờ đến rồi nên cưới thôi. Hoàng Huy đến, Huy đến với tình yêu của mình. Không có gì hào nhoáng để chinh phục Vân hết, mà còn ngược lại nữa, rất là dè dặt nhưng rất chân thành. Huy đưa tay cho Vân nắm, Huy lau nước mắt cho Vân, Huy ôm Vân khi Vân mệt mỏi. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Huy làm cho Vân cảm thấy Vân phải tự lo cho sức khỏe của Vân nhiều hơn là công việc. Và lần đầu tiên trong đời Vân có cảm giác muốn được làm vợ và làm mẹ, bởi vì Vân xứng đáng với điều đó và bởi vì Vân xứng đáng với hạnh phúc đó. Từ hôm nay trở đi, Vân xin nguyện ở bên cạnh Huy như một người bạn
như một người đồng hành, như một người vợ, để chia sẻ, an ủi và hỗ trợ cho Huy, truyền cảm hứng cho Huy thành công, và để nắm tay Huy đi đến hết cuộc đời này. Từ hôm nay trở đi, Vân nguyện chỉ yêu mỗi Huy, và tình yêu của Vân dành cho Huy sẽ là duy nhất và độc nhất. I love you with all my heart, and my love for you will stay till death do us apart. I love you, baby.